chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heba ơi, giày của Heba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Sót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Sót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Chó, chị sẽ lượm củi và em sẽ khiêng chúng. Lượm củi thật là vui. Tốt, như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ để hết củi ở đây và đốt nó lên. Diêm ở đây nè anh. Chúng ta không cần diêm đâu em. Ba ơi, làm sao có thể đốt lửa mà không có quay diêm? Ba sẽ đốt lửa theo cách của những người xưa. Chỉ cần cọ hai que củi lại với nhau là được. Heo ba đang cọ hai que củi lại với nhau để đốt lên ngọn lửa trại. Ngọn lửa đâu ba? Sắp được rồi con à. Hoa. Dễ như ăn bánh vậy. Bây giờ chúng ta có thể hâm súp cà chua rồi. Hãy lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Đó là tiếng gì vậy ba? Đó là tiếng kêu của những chú dế đó con. Còn đó là tiếng gì? Là tiếng chim cú. Nhìn kìa, nó ở đó đó. Còn đó là tiếng gì? Mẹ cũng không biết nữa. Đó là tiếng bụng của ba kêu. Âm thanh trong bụng ba là âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên. Nó có nghĩa là tới giờ ăn rồi. Con rất thích súp cà chua. Ba cũng vậy. Đó cũng lại là một âm thanh tự nhiên khác của ba các con đó. Sao hả? Thôi được rồi các con, vô trong lều đi, tới giờ ngủ rồi. Chúng ta sẽ không vào được đâu, cái lều quá nhỏ mà. Không sao đâu con, cứ vào trong đi. Heo mẹ, em xích vô một chút được không? Ba ơi, ba quá to so với cái lều này đó. Thôi được rồi, dù sao ba cũng thích ngủ ở ngoài này hơn. Chúc anh ngủ ngon nha. Con... Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước.
và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích hồ nước của mình. Kem đây. Cô thỏ đang bán kem kìa mẹ ơi. Kem đây. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, George và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào George. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cái kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy. Và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow. Trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Con thích bánh kem lắm. Mọi người đều thích bánh kem. Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kem đó, cứ để cho anh làm. Anh có chắc không đó, lần trước anh đã hơi bực bội khi làm cái bánh rớt xuống sàn nhà mà. Lúc đó anh không hề bực bội. Đó là tại vì cái chảo mà thôi. Mẹ ơi, hay để tụi con giúp mẹ được không? Nha mẹ. Được, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bột bánh nè. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào tô này. Bây giờ cho thêm một quả trứng. Rồi cho sữa vào. Xong rồi, mình sẽ trộn tất cả lên. Mẹ ơi, cho tụi con trộn được không? Được, tất nhiên là được Peppa. Peppa rất thích trộn bột. Và George cũng muốn trộn bột. Không chó, phải làm như vậy nè. Được rồi, trộn như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ hai con ra bàn ngồi đợi mẹ chiên bánh nha. Bây giờ heo mẹ sẽ lật cái bánh trong chảo lại. Hoàng ơi. Em có thể tung nó cao hơn đó heo mẹ. Đợi tới lượt anh làm, anh có thể tung nó cao cỡ nào tùy anh. Cái bánh đầu tiên là cho George. Heo mẹ đổ thêm một chút siro lên bánh của George. Bánh thật là ngon. Cái bánh lần này là của Peppa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá. Các con ngủ ngon nha. Mẹ ơi, ba ơi. Sao vậy Peppa? Nhưng con chưa thấy buồn ngủ. Con nghe kể chuyện được không? Nhưng có thể em George đang buồn ngủ và không muốn nghe kể chuyện đâu. George, em có muốn nghe ba kể chuyện không? Nói có đi. Thôi được rồi. Nhưng mà ba chỉ kể một câu chuyện thôi đó nha. Vậy hai đứa phải hứa với mẹ là sau khi nghe ba kể chuyện xong thì phải đi ngủ liền. Tụi con hứa. Để coi kể chuyện gì đây ta. Ba sẽ kể câu chuyện công chúa buồn ngủ. Chuyện này nghe có chán không ba? Nghe như rất chán. Không có chán đâu. Nó rất là hay đó con. Chuyện này có công chúa nhỏ không ba? Peppa, nếu như con cứ hỏi như vậy thì heo ba sẽ không thể kể chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng trong chuyện này có công chúa nhỏ đúng không ba? Phải. Có một cô công chúa nhỏ trong câu chuyện. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được
được gọi như vậy? Để lát nữa bà sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi, ngài ấy rất là phong độ giống như ba đây. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên, demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ, petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng, petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ballet rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Nè. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? À, John, em ấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Chó không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho chó thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Vậy là chó cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy chó nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Chocolate. Chó ngốc quá đi. Bánh sô-cô-la không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể Jock sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và Jock rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo.
Ta muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow! Khủng long! Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? À không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Ồ, tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chớ, đây là phòng khủng long đó em. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George giả ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên Peppa và chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, Sớt, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Sớt, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Không được lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà. Còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông. Nào chốt. Peppa và chốt đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Peppa đã là một quả cầu tuyết.
Peppa và George đang chơi trò ném chuối rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi chót. Chót, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và chót cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. Chót, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Chị ơi, cho em và chó cũng làm con rối được không chị? Được. Chloe đang tô mắt cho con rối. Em làm miệng được không chị? Được chứ. Mình tên là Peppa. George, giờ thì em muốn làm con rối gì đây? Không làm. Một chú khủng long sao? Em George gặp cái gì em ấy cũng trả lời khủng long hết đó chị. Được rồi, sẽ có một con rối khủng long thật đáng sợ. Và Chloe làm một con rối khủng long cho George. Nó còn có răng nhọn nữa. Đây, một chú khủng long đáng sợ dành cho em. Tới giờ ăn trưa rồi mấy đứa ơi. Dạ con tới liền. Sau bữa trưa chúng ta sẽ diễn kịch đó nha, chịu không? Heo bác gái làm món mì ống cho bữa trưa hôm nay. Món mì ống này thật sự rất là ngon. Món mì ống ngon nhất trên đời. Nhìn là biết hai người là anh em liền. Mặt mũi cũng giống nhau nữa. Làm gì có chứ. Tụi anh hoàn toàn khác nhau mà. Peppa, George và con, chút nữa sẽ diễn kịch đối cho mọi người coi nha. Hay lắm, mọi người nhất định sẽ xem. Vở kịch rối sao, nghe có vẻ vui đó. Em ăn thêm mì ống có được không anh trai? Anh cũng muốn ăn thêm nữa. Vậy là vở diễn rối sắp bắt đầu. Dạ xin chào, con tên là Heo Chloe. Và mình là Heo Peppa. Con là một con khủng long, đáng sợ quá. Nó ghê quá. Hay lắm, tụi nhỏ diễn rất hay. Quang phô. Tôi chính là Heo Ba. Dạ con xin chào ba. Xin chào bé ba. Hô hô hô. Nó giống y như anh vậy. Anh thấy bụng của nó hơi lớn hơn anh đó em. Chớp, chị chơi búp bê, em chơi khủng long nha. Cái gì vậy? Nó giống như một con quái vật kinh khủng. Khủng long. Đó là một con khủng long. Cứu với, cứu với. Lúc này heo ba đang ở trong phòng khách để đọc báo. Còn heo mẹ thì đang đọc quyển sách của mình. Hai đứa nhỏ đang làm gì vậy? Peppa, George, có chuyện gì vậy các con? Tiếng ồn gì vậy hả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao trong này ồn ào quá vậy? Và nhìn đống bừa bộn trên sàn này đi, lỡ có ai đạp trúng và bị thương thì sao đi? Có người đã đạp trúng và bị thương rồi đó. Ôi trời ơi, tội nghiệp cho anh quá. Được rồi các con, chúng ta hãy dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng mà mẹ ơi, tụi con đang chơi búp bê và khủng long mà. Các con có thể chơi tiếp sau khi dọn dẹp. Nhưng đây là đồ chơi của em chót mà. Thật như vậy sao? Vậy cái váy đẹp này chắc cũng là của chót rồi. Trong đây cũng có một ít đồ chơi của con thôi.
Được rồi, ba sẽ giúp George dọn dẹp và heo mẹ sẽ giúp cho Peppa. Chúng ta thi đua nha ba. Đội con gái thi đua với con trai. Ý này hay đó, để coi ai sẽ dọn xong trước nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúng ta sẽ thắng. Không đâu ba. Rồi. Oh, cái gì đây? Gấu bông. Mình đã tìm cậu khắp nơi. Nhanh lên Peppa, cho gấu bông vào giỏ đồ chơi đi con. Ba ơi, tụi con giúp được không? Con có thể quan sát để sau này tụi con có thể tự làm. Đầu tiên ta cần thước đo và một cây bút chì. Đây là nơi ba sẽ đóng đinh vào. Ba đừng làm hư tường đó. Bây giờ thì ba cần một cây búa và một cây đinh. Các con hãy lui lại và xem ba của tụi con làm đây. Bây giờ heo ba sẽ dùng búa để đóng đinh vào trong tường. Ba đừng đập hư tường nha ba. Không có hư tường đâu Peppa. Dễ như ăn bánh. Hình như có cái gì đó sai sai. Heo ba đã tạo ra một vết nứt lớn ở trên tường. Ba ơi, ba làm hư tường rồi đó. Chỉ là vết nứt nhỏ thôi mà, bức ảnh sẽ che được. Đó, thấy chưa? Nhưng con vẫn còn thấy vết nứt mà ba. Ừ ha, ba sẽ lấy đinh ra và lấp lại vết nứt đó. Ba đừng có làm tệ hơn nha. Sẽ không như vậy đâu Peppa. Nó sắp ra rồi. Ba ơi, ba làm bể bức tường luôn rồi. Ba nghĩ mẹ có thấy không ba? Chắc là có rồi, ba nghĩ mẹ sẽ thấy. Nhanh chóng. Hai đứa nhỏ đi đâu vậy ta? Ba ơi, tụi con nhìn thấy ba luôn nè. Vậy là heo ba phải sửa lại bức tường trước khi heo mẹ về nhà. Đưa gạch cho ba đi con. Đầu tiên heo ba đặt gạch vào cái lỗ. George chụp nè. Không được, George còn quá nhỏ để có thể chụp được bóng đó. Không có sao đâu George à. Con và Peppa có muốn ra biển chơi hay không? Dạ có thưa ba. Nhưng các con phải đeo phao vào đã. Được rồi đó. Nhìn con đeo phao rất bảnh trai đó George. Tới con. Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể xuống nước chơi. Nước có lạnh không anh? Nước rất ấm và dễ chịu. Thôi đi. Tại anh là người bắt đầu trước mà. Tạt nước như vậy là đủ rồi đó em. Bãi biển. Peppa và George rất thích bãi biển. Mọi người đều thích bãi biển. Peppa, George, hai con muốn chơi với xô cát và xẻng không? Dạ có thưa mẹ. Ba ơi, tụi con lắp cát lên người ba được không? Lắp cát hả? Đi mà ba. Thôi được rồi. Hoan hô. Vậy là Peppa và George cùng lắp cát lên người heo ba. Đủ rồi đó. Rồi. Bây giờ ba không thể ra được. Nhưng mà đầu của ba hơi nóng rồi. Ba đội mũ rơm có được không? Thôi được. Nếu ba nói làm ơn. Làm ơn cho ba đội mũ rơm đi con. Tất nhiên là được rồi ba. Con có thể ngồi trên xe đẩy được không? Bây giờ con lớn quá rồi Peppa. Nhưng con có thể phụ giúp mua sắm. Hay quá này.
Chúng ta có 4 món trên danh sách này. Cà chua, mì ống nè, hành tây và trái cây. Con sẽ tìm được hết. Nướng này. Peppa và George rất thích đi mua sắm. Peppa, trước tiên chúng ta cần cà chua. Con thấy rồi, con thấy rồi. Những trái cà chua đang ở đây nè mẹ. Giỏi lắm Peppa. 1, 2, 3, 4. Bây giờ bỏ chúng vào xe đẩy đi. Con tìm thấy cà chua rồi. Giỏi lắm Peppa. Cà chua đã có rồi. Vậy là xong được một món nè. Tiếp theo là gì ta? Mì ống. Thì ống. Đúng rồi cho. Nhưng mà con phải nói là mì ống. Thì ống. Mì ống chính là món mà Peppa và George thích nhất. Không biết mì ống ở đâu ta? Con nhìn thấy nó rồi, nó ở đằng kia. Mì ống. Mẹ ơi, đây là mì ống. Giỏi lắm Peppa. Bỏ bông mì đó vô xe đẩy đi con. Dạ thưa mẹ. Ê, George, em phải nói là mì ống, biết chưa? Ê, tiếp theo là đến món gì Peppa? Khoai chiên. Khoai chiên không có trong danh sách. Ở nhà còn nhiều khoai chiên lắm Peppa. Con đoán lần nữa đi. Con không đoán được ba ơi. Con có nhớ hay không chó? Không sao. Khủng long sao? Chó. Ở trong siêu thị làm gì có khủng long đâu. Con dùng nó trước được không ba? Chắc không được, vì nó hơi khó sử dụng đó con. Vì cả ba cũng phải đọc sách hướng dẫn đây nè. Cái này thật sự khó hơn mình nghĩ. Mẹ của Suzy có một cái máy quay đó ba. Con thấy cô ấy bật nó lên như vậy nè. Peppa giỏi lắm. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Tôi rất nóng lòng và sẵn sàng quay bộ phim đầu tiên. Có cách để tắt tiếng nói đó hay không? Anh không trách nữa. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Trên máy quay phim của mẹ cô Suzy, chỉ cần ấn nút này là có thể tắt tiếng đó liền. Cảm ơn bạn đã mua. Bây giờ nó sẽ không nói nữa đâu ba. Giỏi lắm Peppa. Ba định quay gì trước đây? Quay con nè. Được rồi Peppa. Xin chào, mình là heo Peppa. Ta cùng xem lại nha. Xin chào, mình là heo Peppa. Con hỏi đi ba. Được rồi. Xin chào, mình là heo Peppa. 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 Lần nữa đi ba. Có lẽ chúng ta nên quay cái khác đi con. Vậy đi, bây giờ anh hãy rời khỏi phòng. Tụi em sẽ quay một đoạn phim cho anh coi. Hướng này. Vậy là heo ba phải đợi trong nhà bếp, trong khi heo mẹ, Peppa và George đang quay một đoạn phim bí mật. Không được xem trộm đó nha. Mỗi chúng ta cần làm gì đó. George, con muốn làm gì trước không? Đã xong chưa vậy? Giờ anh vào để xem có được không? Xong rồi. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để ba xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa, để ba thử xem. Con thích chiếc xe mới này. Chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây.
Ồ, lúc nào ta? Ha ha, nhất định là lúc này rồi. Lúc đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó, cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm từ nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng lúc nào đây ta? Là lúc màu đỏ đó. Hạnh hoa. Quang ngô. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Quang ngô. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Chó. Ôi trời, cơn nứt cục của chó đã làm hỏng trò chơi. Chó, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em phải vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chó, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh. 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. Chó vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. Chó, bây giờ chị sẽ dọa em. Nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, Jocks. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. Jocks vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, Jocks đã không còn nứt cục nữa. Chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió. Dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị dướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị dướng lên cành cây rồi. Ôi không. Ừ.
Thôi con nín đi sốt, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Ờ, phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chờ trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm. Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. Một, hai, ba. Ôi trời, Peppa sẽ dễ dàng tìm được George thôi. Năm, sáu, George, qua bên bảy, này nè con. Tám, chín, mười. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Ờ, em George không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em George đang ở trong giỏ đồ chơi. George không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, George. Cô chào con, George. Mẹ. Mẹ.
Nè, ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như chó. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, dũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi chó, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, bà biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính nghe chưa? George nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chót thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Theo ba ơi. Theo ba ơi. Có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Theo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? À... em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. À, em tính như vậy cũng được. Nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi, rồi sau đó bật lên lại,
Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Hay quá. Peppa, coi chừng, trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không cái bánh xe hỗ trợ luôn. Nè. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Nè. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu Chuck. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có bà ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ nhắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Vì nó là bí mật mà. Chớp, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không chớp, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn vài thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. Chớp, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khủng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không chớp, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này heo ba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá, ba phải suy nghĩ kỹ hơn mới được. Được rồi, con bỏ giày của mẹ vào đây đúng không? Dạ không, ba đã hết lực đoán rồi. Peppa thích những điều bí mật. Mẹ ơi, không ai biết trong hộp của con có gì.
Ồ, chót, em có gì vậy? Mẹ cũng là một hộp cho chót. Chụp đi chót. Ồ, quá rồi. Chót đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm chót. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ồ, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. Chót, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. Chót, em ra giữa nha. Chót, chụp đi. Chụp bóng đi chót. Chót à, chụp đi con. Em chụp đi chót. Đây này chót. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em chót như vậy. Xin lỗi chót. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em chót còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi cho. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em chót một tay thôi mà. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Mình không phải hoa đâu, mình chính là heo bếp ba. Cậu ấy thật là dễ thương. Con muốn làm một chú bướm bướm. Rồi Peppa đóng giả làm một chú bướm. Mình làm một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị làm bướm bướm rồi. Em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi. Em có thể làm một chú sâu.
Nhìn nè chó, chị là một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên, con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó, con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn làm một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè.